chào cả nhà trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63. Thì hôm nay buổi chiều thì mình lại lên cái chỗ cái ao cá gần nhà mình nè. Đó rất là rộng phía sau lưng mình luôn. Thì giờ bữa nay mình coi hai chồng cô chú mình cách chài cá để thế nào mà chài cho cái chòn nó đẹp mà nó rộng để cá dính nhiều nha. Thì giờ mình mời mọi người cùng mình đi lại đằng cô chú mình coi thử nha. Giờ hôm nay thì mình vừa lên cái chỗ cái đìa cá thì một tí mình sẽ học hỏi coi cái chú cái cách chài chuyên nghiệp của chú quăng chài như thế nào mà chài nó tròn vo hả, rất là đẹp luôn đó. Đây là chú, ông chú này ông 20 năm ông kinh nghiệm ông chài cá tôm rồi đó, giờ luôn nghe rồi. Tí nữa mình sẽ mình để ý cái cách chài của chú làm sao mà mình chú quăng cái chài nó tròn vo luôn. Còn mấy người mà mới biết chài người ta quăng cái chài nhiều khi nó méo mó, còn chú có cái kỹ thuật riêng. Đó, chú chài rất là theo cái cách của chú chài rất là hay luôn, không có cần tốn nhiều sức, chỉ cần mình dùng cái thế để mình quăng cái chài thôi. Đó, nãy giờ vợ chồng cô chú chài bữa nay dính ốc bự không ha, ngày nào con cũng buồn cũng thả lên địa để coi chồng của chú chài thấy ốc đắng thấy mắc hàm không. Ốc này sao ngày nào cũng bắt về sao ăn nữa cô, chắc bán bớt chứ. Cũng 15.000 ký hả? Hồi qua ngoài chợ Hòa Khánh có người hỏi mua mà con đâu có biết nó ai bán đâu. Ốc đắng có nhiều hãm gài tại vì dịch này không có ai đi ra chợ bán á. Nhiều khi cô chú ngồi phía trước á dễ bán hơn á. Nhà đây nó lại mua. Ủa nhà là lại mua luôn ha. Bán lẻ 20. Sau này cô lội xuống cặp mé cũng có cá nữa mà không có lội ha. Không dám lội. Không dám lội. Trời ơi trà về không bấm gài bắt ra chục giá mình biết. Té ụt xuống đó. Vậy hả, té hả? Lặng, thấy mẹ không biết lội mà. Không biết lội. Con cũng có biết lội đâu, bữa con lên đây con bắt chưa. Có lội chứ không? Có. Mà con lội bữa sâu quá, bữa con lội cặp mé không mà. Bắt chừng ký mấy con về. Đó. Chú này hồi chú hỏi chú chỉ cho mình kỹ thuật chài. Thường chú đứng là chú đứng ngược về cái hướng đề vậy hả chú? Đứng sau cũng được chứ ha. Thế của mình ha, mỗi người có cái thế riêng nha. Mỗi người có cái ý riêng chứ. Cái ý mà cái thế mà mình quăng á. Không có chìa khóa không qua được. Có cái chìa khóa, ai có chìa khóa làm được. Cái chài vậy trọng lượng của nó là khoảng 1 ký không chú? 5 ký hả? Gì nặng dữ trời. Con tưởng cái chài nhẹ chứ. Nó chú mình để ý cái tay chú bắt chài nha, tay trái thì chú ngắn cái đầu trên hết, còn cái đầu gối chú thì chú đương bắt hả chú, bắt cho nó dang rộng ra cho nó đều đó. Mình để ý cái cách của chú chài nè, đó là mình học lỏm kỹ thuật chài của chú đó. Chú quay ngược lại nha mọi người, quay ngược về đề cá và quăng đó, rất là đẹp luôn. Dành cho những người mà mình học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật của chú chài. Nay mình sẽ học lỏm cái chiêu của chú chài. Hồi xưa là lúc đầu chắc chú chài cũng chưa có đẹp, từ từ mới đẹp hả chú? Trẻ là công tử bột hả, lớn lên mới biết chài. Dạ. Trời đất ơi. Đây có người đi bắt cá. Bắt cá bắt ốc vui trời. Vui quá vậy. Bắt ốc hả, bắt cá chú? Ốc hả? Ủa anh Quân, ủa anh gì có đi bắt không? Anh chú tới đây chạy nữa ông nội. Trời. Giờ được ai? Nhiều không cô? Chú. Trời ơi, một thao. Có con gắn luôn. Trời ơi. Có con gắn luôn kìa. Nè lên bắt ốc ha. À, không. Có con rắn này trời. Hai con luôn hả chú? Con hả? Ủa sao bắt bằng tay được hay vậy trời? Trời ơi, rắn luôn mọi người. Bắt được rắn hay vậy. Ốc trời ngọt quá. Không dễ ốc đắng kìa. Ngày nào không dễ, không dễ, không dễ quá trời luôn á. Mẹ con rắn bự không ta? Em cố lại đây làm gì đủ, má là anh chết mẹ, giờ lại đây là kêu xuống bò nữa tao chửi. Kêu xuống bò đi, cho vui. Không có gì. Phải đây là không. Này vui ha, lên đây ngày nào. Ở dưới này cái gì ạ? Ừ. Có vợ dưới này cái gì ạ? Ừ. Ông xuống này ông giải ông về giải thằng nhà dưới này.
Đây mình gà cơm chú chài, mình học hỏi kinh nghiệm hôm nay vợ hả, rất là hay luôn đó. Cái đầu gối chú dùng cái đầu gối bên tay phải á, bắt cái chài cho nó dang rộng ra, và cái tay chai trái của chú ở trên á thì chú sẽ cầm. Dạ, quê đâu lên? Chú cầm một nắm luôn. Ở trên rừng sưng hả? Đó, bắt đầu chú bước xuống và từng bước á. Đây. Thì mà mình bước xuống rồi chú quay ngược lại nha mọi người. Quay ngược là chú quăng. Đó. Tròn ấm luôn, 20 năm kinh nghiệm trong nghề chài mà. Quá sắc sảo luôn không? Đó, mình chài xong thì mình sẽ đợi cho chị. Chị nó chìm xuống dưới cái đìa một xíu, khoảng tầm phút á, nặng rồi cho cá nó đừng chui ra được thì tí nữa mình sẽ kéo chài lên. Đó, giờ là chú chuẩn bị kéo lên đó mọi người. Kéo chài lên. Là tại vì cái đìa này á, vì lúc trước là cá của nhà nước, cái hộ dân người ta nuôi đó, giờ người ta bỏ. Giờ chỉ còn sót cá thôi. Ít. Nên chú chủ yếu là chú chài không có gãy mồi á, nên chủ yếu là nó dính ốc đắng rất là nhiều đó. Ở đây là đa phần là chú bắt ốc đắng á, hay vì chú lội xuống thì rất là lâu nên chú bắt đắng, chú chài vậy chú chài ốc đắng. Đây có dính cái con đó, mà cái ở đây là chủ yếu là cái goofy con chừng hai ngón. Chú chài toàn dính ốc nhiều. Đây bọc để bắt mớ ốc gì cho nó lột. Mình cái tay chú Vũ chài cũng chuyên nghiệp hơn người ta. Phải ông Vũ, còn cái anh kia anh Vũ vô không à. Ông Vũ ngược vô trong không? Người thì Vũ ra, người thì Vũ vô. Chưa ngọt xe bùi ha. Nãy giờ hai người đó lội mà tưởng ai lội không. Nãy anh gì anh mít á, anh vô mua mít á anh. Quân với Diễn. Gắn đi vui quá ha, ngày nào cũng mấy ông nó lên. Tính đem đông không? Dạ có hai thằng thôi được rồi chị. Mình tính đem lưới gồng xuống đây cho cá này luôn nè. Tặng luôn. Sao không kêu đem ông đem lên? Bi bển kìa. Bi đâu Bi? Bi đi đâu rồi? Ủa mấy ông đó ông đang kéo bển hỉ chú. Bi tối em ngủ đó đó. Thì biết Bi ngủ đó không? Ừ, cái cốc tôm đó đó. Đó, đây chú chạy toàn là da ốc không nè mọi người. Có quần Bi chơi lần nào không? Ốc đắng bự bự không. Con dạ. Giờ chắc 5 giờ rồi chú. Cái gì 5 giờ chị Tây. Để con coi giữ đi. Chờ ốc đắng thấy mắc kèm quá. 5 giờ 20 chú. 5 giờ 20 chú. Tại vì ở trên là con. Đó, có mấy con cá con là lúc đầu á là em. Nghe nhỏ nó mắc kèm luôn. Cá này có cái đìa thả nuôi cái lưu phi chút xíu. Chú nó chú chạy dính đời ốc bự không hay chị? Thấy cô. Dạ. Ốc đắng bự không? Đó, sao mà khi chú mà chú ấy chạy xong rồi chú sẽ dắt lên dây đó. Cái tay chú phanh ở trên. Đó, chú bắt đầu bắt chài mới bằng cái đùi. Đó, cái đầu gối của chú làm cái tiệm tựa để bắt chài. Mọi người để ý rất là hay nha. Còn chú này cũng chạy rất là chuyên nghiệp, rất là nhẹ nhàng luôn. Tại hôm qua chú có chạy thử cho mình cái cách của cái anh kia cũng chạy, bởi vậy chú té chú giỡn á. Còn chú chạy chuyên nghiệp nè. Đó. Quanh cái nào là giòn ẩm cái đó. Quanh cái nào là tròn ẩm mà. Mình bắt chài một tay. Mình bắt chài một tay rồi mình xoay ngược lưng mình quăng. Mỗi người có một cái cách chài riêng, không ai giống ai hết trơn. Chiều quê mình. À đó bắt chú chuẩn bị chài mấy chài mới nè. Mọi người nhìn lén. Bắt ốc bự nhỏ trời. Học lỏm. Mọi người có cái thế chài riêng không? Cái đầu gối là cái điểm tựa lợi hại của chú. Hay chài mình làm vậy cho nó đừng có dính á, lúc mà mình quăng xuống nó sẽ bung ra rộng á. Đó, cái chài này là cho chú này tự làm luôn, tự đi mua chì vậy. Mỗi người một có một cái thế chài riêng. Này bắt đầu bắt chén rồi. Đó, đỉnh luôn, cái nào như cái đấy, 10 cái như một. 10 cái như một luôn. Nhìn quá. Nhìn thấy mấy con ốc. Đó, thấy ham quá. Nhiều quá, ăn đủ không? Đủ hay hốt thêm mớ nữa nè. Trời ơi, mấy con ốc. Đây là chài dính ốc đắng nhiều.
Trời ơi mẹ ha, cái ông chú cũng trời hay bắn hay đúng không? Làm lỗi vậy kiếm cho chú cây á, ốc đắng không à, tại vì trời của chú không có dễ luôn á, dễ thức, dễ thức ăn nên toàn là ốc nhiều. Rồi chú đi về hay chú đi qua chỗ khác rồi mình đi theo. Vui quá. Này trời nhìn thấy cũng đơn giản quá ha. Mình không biết trời. Đi theo chú học lỏm kinh nghiệm. Trời ơi, thôi thôi, giờ mấy con cá đó về đi. Nó dỗ luôn nó làm gì trời. Bây giờ mà còn đứng trong trại. Vậy hả? Sình thúi nổi luôn. Không chắc về mòn luôn. Nó nhìn ông chú cũng trời rất là nhẹ nhàng đơn giản luôn mọi người. Quá nhẹ nhàng luôn. Trời giống chú nhẹ nhàng không thấy mất sức luôn á. Quá hay luôn. Bởi đây ở khu này cũng thấy có chú với cái chú mà hai cha con là trời khéo. Chết rồi. Không may là bị dướng cây dưới đó rồi. Bởi trời cái này mình phải cái lửa đất trống. Dính cá bự rồi. Không may bị dướng dưới cây, chắc dướng cây. Cái này mình trời hơi bị cực, mỗi lần dướng cây bắt buộc phải mà lội xuống để không trời nó bị gách. Dướng cây hả chú? Dính cá lóc bành kỳ. Con phải coi chú này trời với hai cha con chú kia. Nãy gặp cái anh đó người quen ha. Ừ, con có bài gì? Dạ, lâu ngày mới gặp lại ha. À, đi làm ăn phía xa. Dạ, làm mít giờ cũng khá lắm ha. Mít giờ ngon. Dạ. Xong mé chài này người. Chủ yếu là coi cái kỹ thuật chài của chú, cái cách chài của chú. Mé này không có dính gì rồi. Tối này còn ở với mấy anh đó tới 6 giờ mấy. Dạ. Ủa hồi qua con về trước cô chú mà. Qua mày về mà. À dạ. Dính được mấy con cá lại vẫn còn dính ốc đắng. Nãy dính cái cây thì chú không nhổ cái cây lên luôn, để mốt mình chạy dính nữa là sao? Dạ chắc là thôi kệ. Dạ. Để mốt mình lội nữa. Trời. Mốt mình có lội nữa. Không làm gì. Không làm gì. Chú này vui tính quá. Hồi sáng con gặp cũng anh thờ hồ quá. Làm hộ nói chuyện cũng vui lắm. Bởi vì dưới quê mình có nhiều người nói chuyện vui vui. Quái. Mấy con cá này về cũng mần kho hay gì cô? Mần, muối. Muối. Cô con hay mua, mẹ con hay mua cá nhỏ nhỏ vậy nè. Cái về mần cái đem ra chợ Hòa Khánh xuống cái chỗ chợ cũ á. Có chỗ xay á, 10.000 ký xay nhĩ nhừ, lớp da, lớp xương là ra hết trơn luôn. Có cái này chiên giòn luôn. Chiên giòn. Ôi, nhà xương luôn. Cái này mình có máy nhà mình xay cũng được. Bữa nay ít người chài nè, cá bự nó hay vô bờ. Tao cũng mấy nhà hai ba cá. Dạ. Cũng chiên có máy xay. Chiên giòn xong cái xay luôn. Xay. Xay với cơm. Xay với cơm. Chú vui tính mà, có gì đâu, bình thường. Thấy vui chơi mà. Mấy con cá rô phi này đó thì cô có thả nuôi không cô? Trời ơi. Tôi hổm dễ. Hầm mà tao dạy như mũ. Mũ luôn, kẹo luôn hả? Hôm đó kìa. Hôm đó mà mình lại mình quay một cái đó ha. Mình dạ. Cá. Ông nội cha xấu luôn. Tổ đó đó, ngày đó đó. Dạ. Rồi hổm cái vớn đó đó, mấy thằng nó dở nó bỏ tùm lum, cái thằng đó nó tháo luôn, cầu rồi nó ra ngoài. Không, bây giờ chắc ít cá rồi, có lúc đầu á, lúc đầu chắc không có ai lên cá nhiều. Hổm cá dữ dằn lắm. Giờ ít. Về. Dạ. Giờ ít rồi. Dạ, cá. Đìa này ghét. Cái này mà chừng tầm một tháng ha, mà không ai chạy, không ai bắt chắc cũng đẻ ra chắc nhiều lắm. Các con. Dạ. Không mà chú bắt được ốc. Ốc hôm đó ông lấy tay lớn ông kéo á. Dạ. Bà nội ơi, cho nó hơn một xô đầy luôn. Ông bắt ốc được là hay lắm rồi. Tại lúc kìa cá nhỏ nhỏ không mà mấy người gửi thức ăn thì cá bự nó còn vô cặp mấy bờ. Ông nội không?
kìa. Dạ trời ơi, trong ngạt luôn kìa. Đó, ngay cái ống kìa, nó cái con kìa. Giặt chài hả chú vậy? Về giặt chài. Mai lên chạy tiếp. Hôm nay chú cô chú lên trễ quá nên giờ đi đặt bắt quái. 4:30 rồi hả? Giờ đi đặt bắt quái. Quái đồ mà cá ông cái này dẫn cho đi.